عندنا مسائل أربعة. Và chúng ta có một có bốn cái vấn đề. لابد أولا أن نتعلم العلم الشرعي. Và bắt buộc chúng ta phải bắt đầu biết hiểu biết về những cái vấn đề này. إذا تعلمنا لابد أن نستعين بالله على أن نعمل بهذا الذي تعلمنا. Và khi chúng ta học hỏi một điều gì đó thì chúng ta hãy cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala giúp đỡ chúng ta có thể áp dụng được những cái kiến thức đó vào công việc hành đạo của chúng ta. تعلمنا وعملنا لابد أن ندعو إلى الله. Chúng ta học hay là chúng ta dạy, tất cả những thứ đó đều nhằm mục đích tôn thờ một Allah duy nhất. تعلمنا وعملنا ودعونا لابد أن نصبر أولا على التعلم. Chúng ta học hay là chúng ta dạy hay là chúng ta thực hành những kiến thức đó bắt buộc đối với chúng ta phải kiên nhẫn. ونصبر على العمل. Và chúng ta phải kiên nhẫn đối với những việc làm áp dụng từ nó. نصبر على الدعوة إلى الله. Chúng ta kiên nhẫn trong việc tuyên truyền mọi người đến với tôn giáo của Allah Subhanahu wa Ta'ala. صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. Và khi chúng ta áp dụng những cái điều này, chúng ta thực hiện những cái công việc này ở trên trần gian, thì những điều đó sẽ giúp ích cho chúng ta trong cuộc sống của những ngôi mộ.